Cho các bạn tin nhanh 24/7, trái xưởng gỗ lớn ở Đà Nẵng. Khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 2, chị Ngô Thị Thu Vân đi bán bún về qua cơ sở gỗ Ngô Văn Đeo, đường Ngô Quyền, xã Sơn Trà, Đà Nẵng, thì phát hiện ngọn lửa bùng lên trên tầng 3. Tôi vội đến đập cửa nhưng không có ai lên tiếng, nên gọi điện thoại báo cho cảnh sát chữa cháy, chị kể. Một lát sau, người nhà và nhân viên đã biết tin cháy, vội cắt cầu dây điện chạy thoát ra ngoài. Cảnh sát chữa cháy Đà Nẵng điều 20 xe cứu hỏa cùng với hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do tầng 3 rộng khoảng 500 m², chứa nhiều đồ gỗ, máy móc, gặp gió lớn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, mất hơn 4 tiếng, hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn. Nhiều máy móc, bàn ghế, giường tủ, vân vân của cơ sở được xem lớn nhất là Đà Nẵng đã bị thiêu rụi. Thẫn thờ nhìn cảnh hoang tàn sau hỏa hoạn, ông Ngô Văn Đeo nói thiệt hại ước tính lên 1 tỷ đồng. Chủ cơ sở nghi tàn thuốc lá của công nhân quất xuống sàn, bén lửa vào vùng cưa, gặp gió nên bùng phát. Cũng có thể dập qua hệ thống điện vì tầng 3 là xưởng có nhiều máy móc, ông Đeo nói. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Gặp lại ở clip tiếp.